Nào bắt đầu đếm. Bắt đầu đếm mà vào, đếm đi. Nào từ từ nắm tay. Bắt đầu. Đánh đi. Xem lại tay phải. Cố lên. Rồi bây giờ thêm một cái kích vào phách số 4. Thêm một kích vào phách số 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nào tự suy nghĩ làm đi. Nó lấy kích vào phách số mấy? Em nó đánh là kích vào phách số mấy? Số 1 ạ. Ừ thì bây giờ thêm một kích vào phách số 4. Cái chân này sao cứ đạp ở đây? Chân ra đây chứ. Nhớ chưa? Nào để chân vào bàn đạp pedal đi. Nhấc gót lên. Bắt đầu. Không, phách số 4 cơ mà. Đếm nào. 1 3 4 1. Thôi bây giờ dừng lại. Bây giờ chỉ đánh chân không. 1, 2, 3, 4. Đấy, phách số 4 phải đạp một kích nữa, nghe rõ chưa? Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 1. Đạp kích đi. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đấy, phách số 4 phải đạp nữa mà. Bắt đầu. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Đã hiểu chưa? Dạ. Nói chuyện với nhau bằng cái số lượng phách chứ. Cảm giác làm sao được. Bắt đầu. Từ đầu. Rồi sờ cho chuẩn vào, đừng có trượt. Nào lại tay trái đánh hay hết. Về sau giỏi thì không thích làm gì thì làm. Bắt đầu đi. Đếm được à? Đếm nào, mồm đếm to lên nào. 1 2 3 4 không thì cần em đếm bằng mồm, đếm bằng mồm. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 hiểu chưa? Đúng rồi. Tốt lắm.